Đây là cái bài giải số trong cái đề thi học sinh giỏi dành cho lớp 11 trong cái trại hè Hùng Vương năm 2023 ha. Thì ở đây chúng ta chú ý chúng ta cần tìm giới hạn của một cái giải số và trong đó tử số nè, chính là tích các cái số hạng liên tiếp của một giải số. Nếu chúng ta đặt VI bằng UI cộng 3 thì chúng ta sẽ có tử chính là V1 nhân V2 vân vân VN. Một cách tự nhiên để xử lý được cái tích ở trên tử này nè thì chúng ta nghĩ đến việc phân tích cái con VI, nó chính là tỉ số của hai số hạng liên tiếp của một cái dãy số ha. Chẳng hạn như là nếu như VI nó bằng BI cộng 1 trên BI, y cộng 1 nằm ở dưới chỉ số ha. Mọi y lớp bằng 1 thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được rằng tích V1 tới VN, V1, V2 vân vân VN trừ 1 VN thì bằng B2 trên B1 nhân cho B2 trên B3 trên B2 vân vân. VN trừ 1 thì bằng BN trên VN trừ 1. VN thì bằng BN cộng 1 VN. Chúng ta thể thấy được rằng B2 sẽ bị triệt tiêu này. BN trừ 1 bị triệt tiêu này. Nếu như mà N cộng 1 lớn hơn 3 thì sẽ có B3 nằm với mẫu triệt tiêu V3 này. Nếu N trừ 1 lớn hơn 1 thì lúc đó nó sẽ có BN trừ 1 trên tử triệt tiêu BN trừ 1 với mẫu. Thì chung quy cái tích này sẽ bằng BN cộng 1 chia cho B1. Tương tự như vậy, nếu VI của chúng ta nó chính là bằng BI trên cho BI cộng 1, MI lớn bằng 1, thì chúng ta sẽ dẫn đến V1 nhân V2 vân vân VN thì bằng B1 chia cho BN cộng 1. Bằng cái ý tưởng này, chúng ta sẽ tiến hành phân tích con UN cộng 1, UN cộng 3 nó thành là tỉ số của hai số hạng liên tiếp của dãy BN nào đó ha. Thì một cách tự nhiên ha, chúng ta sẽ cộng hai vế cho một cái con số A hoặc là hiệu hai vế con số A nè. Ta hy vọng tạo ra một cái cấu trúc UN cộng 1 rồi trừ A nè. Để có cái sự tương tự bên như bên phải thì chúng ta chọn A chính là nghiệm của phương trình A bằng A bình phương cộng A trừ 4. Bắt đầu giải quyết ha. Từ cái phương trình A bằng x bình đi ha. X bằng x bình phương cộng x trừ 4 tương đương x bằng kiểm tra ha, x bằng 2 x bằng trừ 2 chúng ta sẽ trừ hai hai vế ha. Tại sao chúng ta chọn trừ hai thì các bạn có thể thử với con trừ hai này, tức là chúng ta cộng hai hai vế ha, thì chúng ta sẽ thấy nó có không có tạo ra cái cấu trúc mà chúng ta mong muốn ha.
tức là nó không có xuất hiện có sự xuất hiện của u u n cộng 3 nè. À, từ cái hệ thức truy hồi chúng ta có u n cộng 1 nè, trừ 2 nè bằng u n bình phương nè cộng cho u n nè trừ 6 nè, thì nó sẽ bằng là u n trừ 2 nè nhân cho u n cộng 3. Chúng ta sẽ thấy được rằng có sự xuất hiện của u n cộng 3 nè với n lớn bằng 1. Từ đây ta suy ra u n cộng 3 hoặc u k cộng 3 bằng u k cộng 1 trừ 2 trên cho u k trừ 2. À, chúng ta có thể chứng minh được rằng là u n luôn lớn hơn 2 ha. Thậm chí là u n nó lớn hơn 3 nè. Cái mồi k lớn bằng 1. Chúng ta có thể nhận xét dễ dàng kiểm tra được u n lớn 3, cái mồi n lớn bằng 1. Như vậy chúng ta đã lập cái u con u n cộng 3 nè, cái giải VN nè, VK là bằng UK cộng 3 nè bằng BK cộng 1 trên BK nè, BK cộng BK chính là bằng UK trừ 2 nè. Vậy là UK cộng 3 nó là tích các số hạng liên tiếp thương của hai số hạng liên tiếp của cái giải UK trừ 2 ha. Từ đó chúng ta dẫn đến dùng cái kết quả bên trên ta dẫn đến u U1 cộng 3 nhân cho U2 cộng 3 vân vân ha, UN cộng 3 bằng UN cộng 1 trừ 2 chia cho U1 trừ 2, vậy nó sẽ bằng UN cộng 1 trừ 2. Lưu ý rằng U1 nó bằng 3 ha. Như vậy cái giới hạn bên trên nè, ta đặt cái giới hạn này bằng L đi. Ta tìm cái giới hạn L này. Nhớ là cái tử này nó chính là bằng UN cộng 1 trừ 2. Và suy ra L chính là bằng giới hạn của UN cộng 1 trừ 2 trên cho UN cộng 1 cộng 3. Là tiến ra một cùng ha. À, chúng ta có thể chứng minh rằng là cái giải UN của ta là giải tăng và bị chặn dưới bởi 3 nè. Suy ra giải nó không hội tụ ha. Ta có thể chứng minh không? Ở đây chúng ta lưu ý rằng giải UN tăng ta có thể chứng minh trước nè. UN luôn lớn 3 nè. Lớn bằng 3 ha, bình bằng luôn. Mọi n lớn bằng 1, trên mình đã sửa nè, UN lớn bằng 3 rồi. Rồi thêm nữa, ta dễ dàng kiểm tra được UN là giải tăng nè. À, chúng ta có thể lập hiệu nè. UN cộng 1 trừ UN thì nó sẽ bằng là UN bình phương trừ 4 nè, mà UN lớn hơn 3 nè, dẫn đến UN bình phương trừ 4 lớn hơn 0 nè. Vậy là giải tăng dĩ nhiên ha. Rồi giải tăng và bị chặn dưới nè, thì chúng ta dùng phản chứng chứng minh rằng là cái giải UN này không thể bị chặn trên. Suy ra cái giải này có giới hạn bằng vô cùng ha. Chứng minh từ rồi những điều trên ha. Chứng minh được bằng phản chứng ha. Giới hạn của UN bằng vô cùng. Cũng chính là chúng ta có được điều là sau giới hạn của UN cộng 1 bằng vô cùng. Thì chúng ta sẽ có thể tìm ra được giới hạn này L này cách dễ dàng. Chia tử mẫu cho UN cộng 1 thì chính là giới hạn 1 trừ cho 2 trên UN cộng 1 thì cho 1 cộng 3 trên cho UN cộng 1. Vì giới hạn của UN cộng 1 bằng vô cùng nè. Do đó chúng ta có được giới hạn này bằng
một ha. Giới hạn của u n bằng vô cùng thì hay là giới hạn của u n cộng một bằng vô cùng, suy ra giới hạn của một phần u n cộng một nè bằng không nè, cho nên chúng ta có được điều này. Vậy chúng ta tìm ra được cái giới hạn của dãy số cần tìm bằng một. Các bạn có thể tự giải quyết cái vấn đề bên dưới này ha, chứng minh cái giới hạn của u n bằng vô cùng nè bằng bằng chứng. Ta giả sử dãy u n bị chặn trên nè, thì suy ra nó hội tụ và suy ra cái giới hạn của dãy u n là tồn tại, và nó chính là nghiệm của cái phương trình x nè bằng x phương cộng x trừ 4 này dẫn đến x bằng 2 hoặc x bằng trừ 2. Đồng thời chúng ta có từ cái điều này nè, u n lớn bằng 3 nè, suy ra giới hạn nếu có của nó là lớn bằng 3. Cái nghiệm phương trình trên nè không có nghiệm nào lớn hơn bằng 3. Chính vì thế cái giả thiết bằng chứng, tức là cái việc chứng minh giả giả sử thiết cái u n bị chặn trên hay là giới hạn nó vô hạn á, là cái điều vô lý, suy ra giới hạn của u n bằng vô cùng. Rồi, bằng cách thu gọn cái dãy số cần tìm giới hạn bằng cái ý tưởng ha, tạm gọi là sai phân ha, rồi sai phân dạng tích, thì chúng ta quy về việc tìm giới hạn của cái dãy số khá là đơn giản này. Tiếp đến ta chứng minh giới hạn của u n cộng 1 bằng vô cùng, chúng ta tìm ra được giới hạn này. Vậy ta đã giải quyết xong cái bài này một cách dễ dàng. Lưu ý rằng lý do chúng ta trừ hay vế cho cái nghiệm của phương trình này ha, nhớ là chúng ta đây chính là cái phương trình x bằng f(x) với cái dãy f, chính là cái dãy là cái hàm số sinh ra bởi cái dãy chu hồi bên trên ha, thì chúng ta trừ hay vế cho cái hệ thức chu hồi cho cái nghiệm của cái phương trình này, thì chúng ta hy vọng rằng chúng ta tạo ra cái cấu trúc un trừ 2 nè, un cộng 1 trừ 2 mà un trừ 2 nè, để chúng ta có thấy cái sự liên kết giữa cái con vi bằng vi, vn bằng bn cộng 1 trên bn nè. Chúng ta có thể kiểm tra với con thay con 2 bởi con trừ 2 đó, thì chúng ta sẽ không có tạo ra cái con un cộng 3. Cái mà chúng ta cần muốn là biểu diễn nó thông qua tỷ số của hai cái số hàng liên tiếp của dãy số. Chèn có con 2 vào là nó thích hợp nhất rồi ha. Vừa xuất hiện un cộng 3, vừa tạo ra cái cấu trúc truy hồi này. Un cộng 1 trừ 2, un trừ 2. Un trừ 2 chính là bn ở bên trên ha. Còn con vi nó chính vn chính là un cộng 3. Đây con này chính là có vai trò là vn này. Này chính là cái con bn. Này chính là cái con bn cộng 1. Bởi vì cái hàm F của chúng ta, cái hàm sinh bởi cái sinh ra cái dãy chu hồi á, nó là một cái hàm đa thức, do đó ta khi ta trừ nghiệm của phương trình x bằng f(x) á, thì nó sẽ tạo ra cái cấu trúc bn cộng 1 bn này. Vấn đề là chúng ta chọn cái nghiệm nào để nó xuất hiện con vn mà chúng ta muốn muốn nó xuất hiện ha. Đây là con vn là cái mà chúng ta kỳ vọng muốn tính tích v1 tới bn. Vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài này ha. Cái đoạn này thì mình để lại cho các bạn chứng minh, thật ra mình đã nói cái nói nhưng mình chưa có viết ra thôi. Chúng ta kết thúc ở đây.